Hello mọi người ha. Đây là cái clip đầu tiên cho một cái chặng đường mới của mình với một cái người bạn mới, đó là chiếc GS 1002. Mình chuyển từ Ducati Samla qua con này bởi vì nhu cầu sắp tới mình sẽ đi nhiều hơn và chở đồ nhiều hơn, cho nên là con này nó phù hợp với lại cái nhu cầu mới của mình. Thì mình mới lấy về được mấy ngày thôi thì mình đang dọn lại nó. Anh em nào chơi xe thì cũng yêu xe thì cũng biết ha. Trận đầu tiên mình lấy về mình hay dọn lại đó. Tại vì xe người ta đi thì mình lấy về nó đâu có như ý mình đâu, đâu có thể như ý mình đã hết được. Mình sẽ dọn lại, bảo dưỡng lại tổng quát. Thì hôm nay mình sẽ quay cái con xe này của mình cho mọi người xem. Thì cái kính mình tháo qua hôm qua, kính mình tháo hôm qua mình lột cái đề can ra, họ dán keo trong rồi dán đề can bố xua hết, mình tháo ra, mình đi như zin ha. Nó thì đồ đạc lỉnh kỉnh, mọi người thông cảm ha, tùm lum nhà tự làm mà. Đồ đạc lỉnh kỉnh. Để mình xăng mình mới tháo ra, mình mới vệ sinh dưỡng lại. Cái dòng này thì bình xăng nó bằng nhựa ha, cho nên xe nó rất là nhẹ. Nó không giống những cái dòng mà mình bằng sắt chứ, thì nó trọng lượng sẽ nặng hơn. Mới vệ sinh ra, bô vệ sinh lại. Đó, thì tổng thể con xe này của mình nó như thế này. Mình đang tháo cái dàn nhựa ra, hôm nay mình tự detail luôn. Qua mới vệ sinh lại cái cổ bô một chút xíu cho nó bớt đen. Đó. Xe này ok, chạy còn ok, máy móc êm. Tổng thể thì nó dày, nên mình là vị trí này là vị trí mình xăng. Mình sẽ tháo ra mình đi treo lại. Mình mới bảo dưỡng là cái trục lắp. Bảo dưỡng là trục lắp cũng hên, không vấn đề gì hết. Đụng đến lắp nó rất là phiền. Mình đang đợi ship cái cục cao su này, đây người ta đi cũng lâu rồi nó nhão. Xếp cái cục này về thì mình sẽ thay. Tại cái vị trí này ai chơi BMW thì biết rồi ha. Cái dòng trục lắp thì cái trục cắt đăng thì nó có cái miếng chỗ này. Và cái chỗ này là nó hay bị vô nước lắm. Nó đi mưa hay rửa xe gì đó, nó miếng cao su này mà nó nhão á, nó không đủ cái độ đàn hồi để nó cái chỗ này nó co giãn được nè, cái khớp này khớp co giãn được thì nó sẽ hở ra rồi nước nó vào trong đây nó sẽ làm xét cái khớp nối của trục cắt đông như là cái nhông sau. Đó. Hôm nay mình sẽ đi theo cái nắp bô mình tháo ra chưa gắn lại đi. Xe rất là dơ ha. Cái dòng Adventure thì anh em cày bừa ghê lắm. Nhưng mình lấy về mình phải chịu khó rửa lại, với lại lúc mình tháo dàn éo ra như vậy thì mình sẽ thấy được những cái vấn đề của nó. Dây điện này kia rồi đó thì mình fix được cái chỗ nào thì mình fix, còn không fix được thì mình đưa ra anh em chuyên hơn người ta làm nó sẽ tốt hơn. Tổng thể thì mình mới có cho bảo dưỡng lại, vệ sinh bình xăng, cụm bơm xăng, bét phun, bấm ga, đi lại cái dàn điện theo zin, bỏ hết mấy cái đoạn mà độ ra. Mấy dòng xe này đi xa thì mình không có nên độ nhiều, nó trục chặt dọc đường rất là phiền. Mà dòng BMW thì người ta kỹ cái điện lắm. Thay nước mát, mát ly quy, thay nhớt máy, lại nhớt lắp ebon.
Dòng này thì đi cấp nhất là 5W40 theo sách hướng dẫn. Chỉnh là nó như vậy ha, còn làm đẹp trai thành đồ đó, xinh hết. Mình nhận thêm mấy cái món phụ kiện của GF102 để mình tiếp tục mình trang bị cho con xe này ha. Thì mấy ngày lánh dịch ở nhà cũng có thời gian để làm chăm chăm chút em nó hơn. Rồi mọi người xem họ đóng bao bì tốt lắm, gỡ ra còn thấy mệt nữa. Cái chiếc này mình thấy trong các số mình chiếc xe mình đi thì mình thấy nó dễ tháo nhất, cho nên là dễ vệ sinh, dễ bảo trì. Ở đây thì là cái bộ dán chống trượt ở bình xăng dán hai bên, nhìn cái mẫu người ta làm rất là đẹp, rất là dẻo ha. Cái này là mình dán vào thì mấy cái chỗ gờ lõm này kia đồ thì nó sẽ dễ dàng nó lượn theo được. Cái mớ này là cái mớ chụp bảo vệ cái mỏ chim đằng trước á, với lại cái bảo vệ cái trục cát đăng. Phải dán cái miếng ba em vào trong nó trước rồi mình mới dán bình xăng, người ta không có dán trước. Rồi giờ thì mình thay cái gù nâng ghi đông. Cái gù nâng ghi đông này đa số anh em chơi dòng adventure hay là touring thì hay làm. Nó giúp cho cái đưa cái ghi đông lên cao khoảng 32 mm và lùi lại về phía vị trí ngồi 25 mm. Khi mình chạy tua mình mỏi mình đứng lên đó thì mình không có khom lưng. Với lại cái khi ngồi đi đường xa đó thì cái tay lái nó không có thẳng quá, nó không có căng quá, nó rất là dễ thoải mái, dễ dàng điều khiển và rất là thoải mái, đúng tư thế ngồi của adventure hơn. Thế là cái dòng xe này cho châu Âu thì người ta to con hơn, tay tầm tay người ta dài hơn, cho nên là đưa về châu Á thì thường anh em phải phải thêm cái gù gù nâng để nó vừa với cái thể trạng người Việt Nam mình hơn.
ở đây nó vị trí chịu lực với rung khá nhiều nên mình dùng cần siết lực cho đảm bảo. Sách hướng dẫn thì chỗ này mình siết khoảng 10 19 Nm. CNC nhôm nguyên khối rất là chắc chắn và đẹp. Mình làm ở nhà thì mình mới kỹ được thôi, chứ còn ra tiệm mình ta nhiều xe quá, ta đâu có làm kỹ như mình ha, nên tự tìm hiểu và làm. Bây giờ mình nâng cấp tiếp cái chống đổ cho cái vị trí trục cạc đăng. Thì cái dòng xe này thì nó có cái thùng ở đằng sau, nó cũng là một cái loại chống đổ cho xe. Tuy nhiên là nếu như mà lúc mà mình chạy đường ngắn mình không có gắn thùng á thì nó là không có cái gì hỗ trợ cho nó, cho nên là nếu mà có thể thì mình cứ cứ trang bị thêm cho nó cái trục cắt đăng. Cái dòng này thì nó rất là bền, nhưng mà nếu mà để nó hư hao là tốn tiền lắm, cho nên là mình phải kỹ. Trước mình có tháo ra mình bảo dưỡng rồi thì cái chỗ trục xoay này là mình đã tra mỡ bò rồi, mỡ mỡ bò chống nước. Tại cái vị trí này là vị trí thấp nhất của trục cạc đăng đối với dòng xe GS1002. Mà anh em đi địa hình thì hay lội suối lội nước đồ đó, thì thường vị trí này nó hay bị ngập, nên là mọi người cũng nên kiểm tra thường xuyên để tránh bị rỉ sét. Đó, giờ thì mình ráp mấy món này lại và mình gắn nó vào. Bên trong nó là cái miếng cao su cứng để nó chụp chụp lại cái ổ tán bên trong đó, thì để nó hạn chế vào vào nước. Thêm một cái nữa ngay cái ổ xoay nè. Thường anh em chơi adventure thì ít có trang bị mấy cái món phụ kiện đồ kiện lắm, toàn là tập trung cho những cái món bảo vệ cho chiếc xe mình thôi. Đi đường đất đường đá đồ này thì nó tránh bị tác động nó vào cái khung sườn hay là những cái vị trí mà nó quan trọng của xe. Loại này nó là xe một gấp chứ không phải như hai gấp như như xe những cái hãng xe khác, nên là cái thao tác lắp bánh rồi nó rất là dễ dàng. Mình phải công nhận là cái dòng này người ta nghiên cứu nó quá hay, nhìn nó rất là cồng kềnh nhưng nó lại rất là nhẹ khi mình di chuyển và nó lanh xe lắm. Góc lái là lại rộng và cái thao tác bảo dưỡng rồi nó rất là dễ dàng, không có khó khăn gì hết á. Đó, giờ mình tháo bình xăng của các loại xe này. Cái dòng xe này phải nói là tháo rất là dễ, tháo để mình vệ sinh bên trong, bướm ga họng ga rồi nó thoải mái hơn. Cho nên là đi mưa này kia rồi mình bào nó tự tin hơn. Với những cái xe khác như trước đây mình đi sport á, mà mỗi lần đi mà mưa về mình rửa rất là cực ha, dòng này thì thoải mái. Đó, ở vị trí này người ta cũng làm cái ron cao su để
nó khi mình siết hai bên vào thì nó sẽ chêm, nó vừa chống chày mà nó êm cái xe, và nó cũng có một cái tác dụng đó là ngăn nước lọt vô. Nói chung mấy cái món này thì mình dễ mua lắm, nên là mình cứ nên gắn để nó bảo vệ cái trục cát đăng ha. Nếu như mà trục cát đăng mà nó hư thì rất là tốn tiền, mà đợi ship cũng lâu lắm. Còn mấy cái cục bảo vệ này thì nó hỏng thì mình thay thôi, nó không có phức tạp. Rồi, cứng cáp ha. Mấy anh em chơi dòng này là cái vòng nhựa bên ngoài đó nó hay bị nát lắm, chày nước tùm lum hết. Đã mỗi lần té là cái đa va đập vô đó là nhiều. Bây giờ mình gắn cái bảo vệ cái mỏ chim vào ha. Thì cái dòng này mình gắn vào á thì người ta cũng cho cái phương án là mình dán keo ba em. Tuy nhiên là cái vị trí này chạy nó rất là rung đó, mà nó keo thì dán keo thì đi mưa rồi nó bong tróc hết, và chạy tốc độ cao mà nó rớt xuống mà nó cuốn vào bên trong cái phục với lại cách nước là nguy hiểm lắm. Cho nên là mình chọn phương án là bắt ốc. Bắt ốc cũng đơn giản lắm, cũng không có sợ hư hao dàn áo gì đâu. Dàn áo ở đây rất là cứng, khoan, thoải mái. Bắt vào thì ở đây nó vừa bảo vệ cái mỏ chim này, mình nhìn thấy nó rất là yếu ớt ha. Ngoài ra nó còn có tác dụng phụ, nó làm chiếc xe nó ngầu hơn và nhìn có vẻ chắc chắn hơn. Thì mình cứ khoan, mình đo xong mình khoan hai cái lỗ bên, rồi mình chêm ba em vào khi mình ráp vào á, để nó chống chày cho những cái vị trí tiếp xúc giữa cái mỏ chim với lại cái đồ bảo vệ ha. Đó, xong giai đoạn 2. Bây giờ mình thay tiếp cái bảo vệ cách nước. Thì cái xe này trước đây người sử dụng á, người ta sử dụng cái loại che cắt nước này ha, thì mình thấy nó không có hợp lý lắm. Nhất là cái mắt lưới nó quá khít và lắp nó rất là sát với lại cái những cái lá tản nhiệt của cách nước, cho nên là chắc chắn là về khí động học đó là gió nó sẽ rất là khó để đi xuyên qua được những cái lá tản nhiệt bên trong, cho nên là cái hiệu quả về giải nhiệt nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Nên là mình chọn cái loại này, loại mới. Loại này sau này thấy cũng không dụng á, người ta làm những cái cánh xéo và cái khe nó to hơn thì nó vẫn cản được đất đá, nó không có bay vào trong cái két nước để làm mà mớp cái lá giải nhiệt, nhưng mà nó vẫn cho cái gió vào nhiều nhất để đi xuyên qua cái két nước, thì cái két tản nhiệt của nước á thì nó sẽ giải nhiệt tốt hơn. Nên mình chọn cái loại này thay cho cái bảo vệ cách nước cũ của xe. Thì để làm cái này thì mình tháo con ốc này với lại hai con ốc hai bên là mình tháo ra được, không cần phải bung hết dàn áo ra đâu. Rất là dễ, người ta làm khớp nối hết trơn. Xe này tháo còn dễ hơn chiếc Ducati mình đi nữa. Mình cũng không ngờ là nhìn nó phức tạp nhưng mà tháo lắp nó đơn giản lắm. Đó, tháo ra rồi đó. Rồi bây giờ mình gỡ cái này ra thôi. Thì cái này là người ta có dán keo ba em hai mặt á, người ta dán vào trong cái khung của cái két giải két nước. Thì mình gỡ ra thôi. Đó, mình thấy không, lắp cái kia thì kính thì gió thì không có vào được nhiều, nhưng mà nước nước mưa rồi bụi đất đồ đi tích tụ lâu ngày á, thì mình lại càng khó vệ sinh. Là mình lắp như vậy mình có xịt nước vào nó cũng
không thể nào trôi đi bụi đất vào được. Đó, mình tháo ra thì mọi người thấy ha. Đó, cái mắt lưới nó quá khích luôn. Cái này lưới giống như là lưới chống muỗi á. Đó, cái còn cái loại này thì sau khi mình làm thì mình lắp cái két nước vào trong cái ốc nhựa này, xong rồi mình gia cố bằng dây rút và các cái nghèm đấu vào nó khớp, nó cứng nhắc à. Rồi mình dán thêm cái miếng cao su người ta cho kèm theo á, để có cái tác dụng là nó chêm vô giữa cái miếng bảo vệ này với két nước á, chạy nó rung lắc á thì nó có cái miếng đệm cao su nó êm, nó không có kêu, nó không có va đập. Đó là ta phòng chống thôi, chứ còn cột cứng ngắc là nó không có rung được. Đó thì hai bên mình làm tương tự ha. Xong rồi mình cứ lắp vào thôi. Nó lắp vào thì nhìn thấy rất là gọn gàng và ngầu ha. Cái sensor ABS này cũng là cái rất là nhạy cảm nên mình có lắp thêm. Rồi đây là cái lưới để mà lắp vào cái hốc lấy gió của xe. Và các cái miếng cao su để mình lắp vào những cái lỗ ốc sườn nè, để mình tránh nước bắn vào trong đó, mà vì lý do đó là mình không có kỹ là lâu ngày nó xét ốc và khi cần tháo tháo không được. Và ngoài ra thì nó cũng làm cho chiếc xe nhìn nó cứng cáp và nó ngầu hơn. Còn là những món bảo vệ thôi, mình chú trọng những cái món bảo vệ cho chiếc xe mình. Rồi hoàn chỉnh rồi đó, nhìn ngầu chứ. Đó là xong giai đoạn 3. Khi hết dịch thì mình sẽ có những cái dự án nâng cấp thêm ha. Rồi, chào mọi người.